Với tinh thần chia sẻ yêu thương, nối vòng tay ấm, tiếp bước cho các em học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn tới trường nhân dịp đầu năm mới, Chi đoàn Hội Phụ nữ An ninh Đối nội, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao tặng 209 xuất quà cho 209 em học sinh tại 6 điểm trường vùng cao tại xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Bằng nguồn kinh phí do đoàn viên hội viên Hội Phụ nữ Phòng An ninh Đối nội đóng góp và sự tài trợ của đoàn xã Lệ Chi, huyện Đoàn Gia Lâm, Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021, Chi đoàn Phụ nữ Phòng An ninh Đối nội phối hợp với Công an huyện Mường Ảng, Ủy ban Nhân dân xã Mường Ảng, Công an xã Ảng Cang, Ban giám hiệu trường tiểu học xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng tổ chức trao 209 xuất quà cho các em học sinh tại 6 điểm trường vùng cao, bao gồm 2.000 vở viết cấp 1, 450 bút chì, 200 thước kẻ, 200 vở và bút viết cấp 2, 900 khẩu trang y tế với tổng số tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn đã trao tặng 9 xuất quà có tổng trị giá 5 triệu 400 nghìn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mong rằng đây sẽ là niềm động viên khích lệ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em bước vào năm học mới đạt nhiều thành tích cao.